Tai này là tai lộn vành này. Đấy, các bạn thấy cái viền trong không? Viền trong nó lấn cái viền ngoài, viền trong nó lấn cái viền ngoài, nó gọi là tai lộn vành. Tai lộn vành chính là mắt lé. Tai lộn vành hoặc tai to, tai bé, một bên to, một bên bé là một dạng của mắt lé, mắt âm dương. Tai là để lắng nghe. Tai để lắng nghe, vậy tai to, tai bé hoặc tai lộn vành là nó lắng nghe một cách lộn lạo. Nó lắng nghe đa chiều nhưng nó lắng nghe lộn lạo. Tức là nó thích nghe những thứ tiêu cực. Thì những người đó cũng dạy nhân cách đạo đức nhiều lên là nó hết, cứ thế thôi. Những người tai lộn vành mà ánh mắt dữ thường hay đi tù tội, thường hay bị tù, thường hay đi tù. Tai là năng lực lắng nghe để hiểu. Nên người tai to, tai đẹp thường là người có tâm rộng lượng. Thường là người có tâm, một tâm hồn rộng lượng thì mới biết lắng nghe được. Tâm hồn rộng lượng dẫn đến sống lâu. Nên người tai to đẹp thường sống thọ, thường thôi nha. Vì nó vẫn là hình tướng. Phải xem thần khí của họ, rồi phước đức của họ mới kết luận được. Tai là để lắng nghe, các bạn lấy cái nguồn lực lắng nghe đó xoay vào trong kinh doanh thì các bạn sẽ lắng nghe khách hàng, thì làm ăn nó phát đạt. Cũng 24 giờ đó, tai để lắng nghe mà các bạn để lắng nghe bá tánh, các bạn đi tu, các bạn trở thành một vị sư trụ trì, lắng nghe đại chúng nhiều thì các bạn trở thành một vị sư nổi tiếng, thành sư nổi tiếng. Tai của các bạn to mà các bạn làm quan chức, các bạn lắng nghe cái cách đấu đá, cái cách giữ chức, cái cách luồn lách, các bạn nghe tinh hơn những người khác, các bạn lên được chức. Nên cũng là cái tai to, nhưng vấn đề là các bạn phục vụ cái tai to đó vào việc gì, tâm gì phía đằng sau cái tai to mới quan trọng. Còn cái tai to nó chỉ thể hiện được năng lực, nguồn lực mình có thôi. Nên cũng có người tai to là sống lâu, nhưng cũng có người tai to là chóng chết. Chóng chết vì sao? Vì nó lên, nó làm quan, nó lấy cái tai to để nó lắng nghe cách làm quan, rồi nó dùng thủ đoạn để nó đấu đá làm quan. Một ngày đẹp trời, nó làm quan, nó tham nhũng, nó bị bắt, nó bị giết, thì 50 tuổi vẫn chết mặc dù tai rất to. Nên khi các bạn hiểu cái này rồi thì các bạn đọc sách nhân tướng không bị mâu thuẫn nữa. Có sách nhân tướng nó bảo tai to là sống thọ, có sách nhân tướng nó bảo tai to là làm quan to, có sách nhân tướng nó bảo tai to là người giàu có. Sách nào nói cũng đúng hết, nhưng nói đúng cành lá thôi. Tai to giàu có, nếu điều kiện người đó lấy cái tai to để lắng nghe kinh doanh. Tai to là làm quan to, nếu họ dùng cái tai to đó để đi vào con đường quan chức. Và tai to để sống thọ, nếu cái tai đó để lắng nghe bá tánh giúp đỡ mọi người thì họ sống thọ. Thế thôi.